Xin chào các bạn. Bị delay chút. Các bạn đang theo dõi chuyên mục Lút Dạo và Đi Sân Thính của kênh YouTube Never Silica. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ và thật ấm áp bên gia đình nhé. Một mạng này, gạt luôn. Hai mạng này, cứ gọi là gạt luôn anh em ạ. Được đồng nào là phải xào luôn đồng đấy, không tự nhiên mọc đâu ra ông nào đấy ông đấy. K và S mất thì giờ có xe đây rồi, đi thôi. Ôi giời, không chào nó bạn đâu, Berry à, gạt luôn đi. Ôi giời, được ba mạng boss rồi anh em ơi. Cháu miệng nào, mấy bạn ở dưới tháp đã tràn xuống dưới cảng này, xem nào. Mình nhìn thấy có một bạn lượn phượn ở cái nhà kho này đúng không? Nhà kho bé này đúng không? Rồi, bình tĩnh xem nào. Có mỗi quả nết này, xem nào. Cho bạn quả nết này, tặng bạn một quả nết. Nào, con đẩy vào trong đi. À, thoát ra kìa. Ui, nó không đẩy vào trong được anh em ạ. Thò ra. Ok. Cái gì đây? Gì boy đây? Watch out. 3 viên, 4 viên, 5 viên, 6 viên. Lốc luôn. Úi giời, 5 viên thôi mà 16 chỉ cần 5 viên thôi anh em ạ. Watch out. 6 viên rồi, hơi xa. Ok nhé. Watch out. Rồi gạt, gạt 1 rồi. Bom, gạt bom, 2 bom. Rồi. Ok, team này gạt 2 rồi, còn 2 thôi. Một ông watch ở đây out. Này. Một ông ở đâu thì chưa xác định được anh em ạ. Rồi. Ở dưới đâu này? Mark the location. Trốn rồi, trốn rồi. Dưới cây binh á, dưới cây binh có thể. Úi giời, dùng 3 viên hay 2 viên gì đấy. Watch out. Rồi, gục 3 gạt 2 rồi, còn 1 ở chỗ cái núi đá bé này thôi này. Watch out. Đấy, anh em đẩy vào đi, lụm đốt thằng cuối là xong này. Xong cái team này này. Bò đi đâu, gạt 3 rồi, chỉ còn 1 thôi. Ok, gạt 3 rồi. Úi giời kìa. Thắng U40 à? Bị lốc xuống. Watch out. Watch out. Nào, có làm được không nào? Này để cho anh em lo thế chứ mình chạy ra cũng kiếm nhiều. Ai à? Lại bắn lốc thêm một con boss nữa kìa. Rồi xong, xong cái team này rồi anh em ạ. Rồi, thế thì ok rồi, đi thôi. Thank you. Úi giời ơi, cái gì này, đạn vừa xèo qua đầu mình đấy. Ấy, xa xa. Hình như là Garuda đúng không? Garuda bắn xa này thì quá là đỉnh rồi, đâu rồi? Cho anh 20 viên lên. Cái đầu ở đây thế nào? Cho anh 75 viên luôn này. Cái đầu, vỡ mồm luôn. Một ông 677 tiếng Trung Quốc anh em ạ. Kìa dưới này, rồi, dưới này. Cái gì đằng sau ở đâu? Chạy lên. Úi giời ơi. Watch out. 0890 này. Cái gì chỉ là boss thôi anh em ạ. Cái gì đây? Đến cứu à, vỡ đầu chưa? Hình như cũng vẫn là con boss. Úi xưa là boss thế nhở? Watch out. Này hơi bị nhiều boss này, mình bắn từ bây giờ là phải thế nào? 1, 2, 3. Tới cắn rồi đấy. 5, 6, con boss này là 6 boss, con boss rồi. Vai trưởng. Chỉ 6 con rồi đúng không? 6, 10 con, 6 con boss rồi. Nó vào mua đồ trong nhà này. 6 ơi. Mình chỉ được có 3 mạng người thôi. 4 mạng người đúng rồi, 6 boss. Ủa. Bị nhiều boss thế rồi. Ôi thằng. Đây con boss ạ. Ui dồi ôi. Lúc kịp thế nhỉ. Nào. Cái gì đây? Một con IA nữa, AI nữa. Trí tuệ nhân tạo nữa này. Rồi đồng đội giết thằng người kia rồi. Ôi giời, đi cả luôn. Cộng bé lắt chót này. Đưa thư giữa đồng này. Rồi, giết bao nhiêu con boss đây nào? Một con rồi. 9 con này, ui. Quá là nhiều boss luôn. Ai trưởng. Chín boss rồi anh em ạ. Nó có boss đâu ra. Trận đấu này làm sao đấy? Nó có giảm thanh luôn. Boss lại. Boss nữa này.
Boss cũng ăn hết. Thế thì trận này toàn boss rồi. Ghép được cái trận toàn boss rồi anh em ạ. 10 con boss rồi. Rồi lấy luôn nào với kép đi. Khoa MR mình vừa bắn hết 5 viên này. Không thì chờ đến 11 giờ 25 viên này vãi cho nó sướng anh em ạ. Xem là trận này có vẻ rất là nhiều boss đây này. 14 kill mà mình có đến 10 con boss rồi. Trời ơi, mới có 4 mạng người đây anh em ạ. Thật là vãi lúa, con ông chúa. Chưa bắn trận nào mà nhiều boss như này. Ôi giời ơi, như đây cũng là boss nữa. Ui giời ơi, đúng là boss rồi. Ây da. Rồi, 11 con boss rồi đến nữa nào. Tính nữa này. Ui, đây cũng boss nữa. Ui, đây cũng boss nữa này. 13 con boss này. 14 con boss này. Ui giời ơi. Sờ nip là chỉ đi bắn boss thôi. Bắn cái gì lên kìa. Xem một trận này mình bắn bao nhiêu con boss này. Watch out. Mới có 4 mọi người thôi, cứ nhớ là 4 mọi người thôi. Nhiều boss quá không đếm không kịp. 15 con boss này. Ui giời ơi. Mới có 4 mọi người location. Thôi. Mark the location. Mới có 4 mọi người thôi. Còn bây giờ hiện tại là trừ 4 mọi người đó là boss hết 3 cái thằng. Người ở chỗ khu cảng ấy là một thằng ở trên bắn Grota mình xịt đạn đạn qua đầu ấy. 16 con boss này, trời ơi. Làm ăn được nhỉ. 17 con boss rồi, ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Đây cũng là boss nữa. 18 con boss này, trời ơi. Ôi giời ơi, 18 con boss rồi. Mark the location. Có khi con cuối này cũng là boss rồi anh em ạ. Thôi đúng rồi, đúng boss rồi. Ok, trận này 22 kill, 18 con boss anh em ơi. Vãi chửa quá. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem đến cuối video. Nếu mọi người thấy hay thì nhớ ủng hộ cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người vào những clip tiếp theo. Bye bye anh em.